Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn clip được camera an ninh ghi lại cảnh lùi xe chưa xảy ra va chạm giao thông, người phụ nữ đã bị gã đàn ông dừng xe tiến đến chỗ nữ tài xế, liên tục chửi bới, xúc phạm và dùng điện thoại đánh vào đầu người này khiến nhiều người chú ý. Được biết, sự việc xảy ra tại địa chỉ 93 Dương Trí Trạch, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Theo camera ghi lại, vào khoảng 11 giờ 48 ngày 6 tháng 5, người phụ nữ đang lùi xe từ trong nhà ra đường. Lúc này, có một chiếc xe hiệu Kia đi ngang qua phía sau, vẫn giữ khoảng cách và chưa xảy ra va chạm. Tuy nhiên, sau khi xuống xe, người đàn ông đã tiến đến xe ô tô của người phụ nữ chửi bới, nhục mạ, lao vào giật tóc, thậm chí đánh vào mặt người phụ nữ. Đánh xong, người đàn ông này tự ý xông thẳng vào nhà của người phụ nữ, không biết để làm gì. Sau khi từ trong nhà đi ra, người đàn ông này tiếp tục chửi và lấy điện thoại đánh vào đầu người phụ nữ, chân vẫn tiếp tục đạp vào xe ô tô của người phụ nữ. Khi bỏ đi, người đàn ông vẫn chỉ trỏ và dùng những lời lẽ đe dọa người phụ nữ. Bị tấn công bất ngờ, người phụ nữ không kịp có phản ứng gì. Được biết, sau khi kiểm tra sức khỏe, người phụ nữ bị chấn thương ở vùng đầu, tinh thần hoảng loạn. Hiện tại, cơ quan chức năng quận Sơn Trà, Đà Nẵng vẫn đang khẩn trương tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.